Hello, chào các bạn trên YouTube. Hôm nay mình ngày sáng mình thấy sương mù quá, mình cứ đi quánh ca chơi thế này. Mà mình thấy sương mù quá, mình quay một vòng được các bạn xem chơi nha. Đây là ở Alameda nha các bạn. Thành phố Alameda. Đây các bạn thấy có đẹp không? Sương mù các bạn, lạnh lắm các bạn ơi. Đây mà nó lạnh hơn chút nữa là bắt đầu tuyết rơi đó các bạn. Đây các bạn thấy cảnh bên Mỹ không? Giờ này là khoảng 8 giờ rưỡi sáng bên Mỹ. Tê tay hết các bạn ơi. Được, các bạn ơi, lạnh quá. Không thể nào chạy được. Cứng tay thôi này các bạn ơi, lạnh cứng hết rồi. Giờ mình phải mang bao tay vô mới được. Các bạn đợi chút xíu nha. Mình sẽ đi quay một vòng này cho các bạn xem. Xe nó chạy, nó mở đèn. Không, rồi là không thấy đường. Ở đây là không có tuyết các bạn. Tại vì ở đây là xung quanh đây là cái vịnh, xung quanh đây là biển không rồi các bạn. Cho nên cái tuyết nó không có. Không có tuyết các bạn ơi. Ra đèn xanh đỏ các bạn. Thành phố này nó nhỏ, nó ở những đảo này. Các bạn vô bản đồ, các bạn search Alameda là các bạn thấy thành phố này. Hôm nay là thứ ba, ở bên đây nha các bạn. Giờ này người ta chưa có đi làm việc. Có số người là không đi nữa, người về lâu ngày người ta chưa có đi. Quay cho các bạn một vòng các bạn xem chơi. Lạnh quá, lạnh các bạn ơi. Mình bận 3 lớp áo á, cái quần chống đông luôn mà vẫn lạnh. Cái đường đó đây có cửa hàng các bạn.
giờ này mở cửa rồi, chưa có ai tới. Cây này màu này nó đỏ các bạn thấy không? Cây này đẹp ghê không? Nó sắp rụng hết lá, mùa đông này nó ngủ các bạn. Ngủ hết đông nữa, mùa hè bắt đầu nó mọc lá ra lại. Ra lá non lại. Chưa có chứ bây giờ hết, nó đi đâu hết trơn. Ở bên đây là quả nhiều lắm, sáng mình ra lúc trời không lạnh ra đây là nó đi ăn có bầy có bầy, ị dơ lắm, ị mua xe không các bạn. Chó này giống chó gì mới bự quá trời, như con nai nha. Rồi sao mình qua đây mình ghé vào cửa hàng này mình mua tờ giấy số các bạn, ghé đi mua tờ giấy số mê gà có trúng nè. Ở mai mà nó có trúng nên tôi về Việt Nam rủ hết mấy bạn hiền làm YouTube của tôi ở Việt Nam qua Mỹ chơi cho biết nha. Đây là cửa hàng của mình, cửa hàng này cũng nhỏ, mình chưa cửa hàng ghé đây nó kêu mình cái gì á,
mô không phải mô hình lớn, chợ nhỏ thôi. Đây là nghe gà 245 rồi các bạn. Rồi xin chào các bạn, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Các bạn thấy thích video này nhớ like và subscribe các bạn, thì chia sẻ cho mọi người xem nha. Mình vô là muối số các bạn.